Hello, xin chào mọi người, lại là mình Vân Anh đây. Nếu mà mọi người đang không biết hay là đang phân vân nên sử dụng nước hoa nào hay nên sử dụng nước hoa ở đâu, đang không biết là nên sử dụng nước hoa gì, hay là ở trên thị trường đã và đang có rất là nhiều nước hoa là tinh dầu nước hoa, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ở trên thị trường, chúng ta không biết ở đâu là an toàn, ở đâu là sản phẩm tốt để chúng ta mua. Tại đây Vân Anh sẽ chỉ ra 5 lý do chúng ta nên mua và sử dụng tinh dầu nước hoa Pháp Julie nha. Lý do đầu tiên là bởi vì nó lưu hương lâu. Khi mà chúng ta sử dụng hay là mua nước hoa hay là sử dụng tinh dầu nước hoa cũng vậy, thì luôn mong muốn rằng là khi mà chúng ta dùng ở trên cơ thể nó sẽ được lưu hương được lâu hơn, là độ tỏa hương được xa hơn. Thì đây, tinh dầu nước hoa Pháp Suvili nó rất là lưu hương lâu nha. Cái độ bám hương của nó cực kỳ tốt nha mọi người, bởi vì nó là tinh dầu nước hoa Pháp được nhập khẩu trực tiếp tại Pháp và sẽ lưu hương được ở trên cơ thể từ 8 đến 24 tiếng, và nó sẽ tùy theo từng cơ địa của từng người, và thay vào đó sẽ lưu hương được trên quần áo vải bóc từ khoảng từ 1 đến 5 ngày. Mà hương thơm của nó tinh tế, quyến rũ, độ tỏa hương lâu thì chúng ta sẽ luôn tự tin về cái mùi hương ở trên cơ thể của mình rồi, phải không nào? Lý do thứ hai đó chính là an toàn khi mà chúng ta sử dụng. Bất kể chúng ta dùng một cái gì đó, kể cả về mỹ phẩm, nếu mà nó không mang lại một lợi ích hay là không giúp sức khỏe của chúng ta tốt hơn thì chí ít nó cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, đúng không ạ? Đây là tinh dầu nước hoa Pháp và nó an toàn và phù hợp cho mọi loại da nha. Bởi vì trong đó có 84% là tinh dầu nước hoa nguyên chất, cộng thêm 3% lĩnh hương và 1% tinh chất dưỡng ẩm cho da nữa, cho nên là nó rất là an toàn. Điều đặc biệt là đã được kiểm định GMP hàng đầu nước Pháp và kiểm định bởi an toàn sức khỏe, cho nên là nó sẽ không gây mẩn ngứa, không gây dị ứng hay là kích ứng da, vô cùng an toàn khi sử dụng mọi người nhé. Thứ ba là cực kỳ tiết kiệm nha. Thông thường khi mà ta sử dụng nước hoa, mua những chai nước hoa phun xa ở trên thị trường ấy, nếu mà những cái chai mà tầm rẻ thì sẽ là có những cái chai hơn 1 triệu thôi, nhưng mà có những chai đắt hơn tầm 3-4 triệu, có 5 triệu, có thậm chí chục triệu và vài chục triệu cũng có. Nếu là một người mà tín đồ của nước hoa, thường xuyên sử dụng nước hoa và có sở thích siêu tầm nước hoa thì đảm bảo rằng là sẽ tốn rất là nhiều tiền để chúng ta có thể chi trả và sở hữu những cái mùi hương nước hoa khác nhau đó. Nhưng mà ở đây thì với Julie thì lại vô cùng tiết kiệm nha. Bởi vì đây, với thiết kế thứ nhất ở đây là trên tay Vân Anh đó là chai lăn này. Đó, một chai này khi mà chúng ta sử dụng ấy, có thể lăn ở đây chỉ cần 1 đến 2 vệt thôi, hoặc là lăn trên này từ 1 đến 2 vệt thì cái độ lưu hương của nó đã cũng cực kỳ lâu rồi. Và nó là chai lăn cho nên là nó cực kỳ là tiết kiệm. Một chai lăn này thì chúng ta có thể sử dụng được trong khoảng từ 48 độ về, nếu mà chúng ta tùy vào lượng sử dụng nhiều hay ít. Còn đây là chai chấm nha. Chai chấm này thì dùng rất là tiết kiệm. Một chai chấm này dùng tích 3ml, nhưng mà chúng ta cũng có thể dùng được ở trong 1 tháng, mà chi phí của nó cũng không hề đắt, mà mùi hương lại tinh tế, nó dùng rất là tiết kiệm. So với việc mà chúng ta sẽ trả chi phí rất là lớn để sở hữu nhiều mùi hương, thì ở đây chúng ta chỉ cần bỏ ra một khoản chi phí mà có thể sử dụng thật là nhiều mùi hương mà chúng ta có thể dùng thay đổi, và đặc biệt là mùi hương nó vẫn rất là tinh tế và vẫn rất là quyến rũ, hương thơm rất là chất lượng, chứ không phải là nó rẻ hơn mà cái chất lượng của nó lại thấp đâu nhá mọi người nhá. Và so với việc mà chúng ta chi trả những cái chai nước hoa full size đắt tiền nhưng mà chúng ta chỉ sử dụng được ít mùi hương, thì chúng ta có thể trích một phần ở trong đó thôi, chúng ta đã sở hữu được rất nhiều mùi hương, và chúng ta cũng có thể có tiền để ra để chúng ta đi du lịch, đi chơi những cái sở thích, những cái đam mê của mình nữa, phải không nào? Và lý do thứ tư chúng ta nên thử sử dụng em nó và dùng cái tinh dầu nước hoa Julie này, đó chính là em nó rất là nhỏ gọn và tiện lợi. Khi mà chúng ta đi đâu hay là chúng ta đi làm, đi chơi, hay là kể cả thậm chí đi du lịch, chúng ta luôn luôn mong muốn đồ của mình mang được nhiều nhưng mà phải là thật nhẹ, đúng không ạ? Thì cái này nó sẽ đáp ứng cái nhu cầu đấy của mọi người nhá. Một cái chai nước hoa này nó chỉ nhỉnh hơn cái thỏi son một chút thôi, thậm chí cái em này nó còn nhỏ hơn cả cái thỏi son, thì chúng ta sẽ mang bất cứ ở nơi đâu rất là tiện, không phải
vác những cái chai full size cồng kềnh mà lại là dễ vỡ nữa. Những cái chai này thì mọi người có thể dễ dàng bỏ vào túi này, khi mà đi làm hay đi chơi dễ dàng bỏ vào túi mà vẫn đựng được rất là nhiều đồ bên trong nữa đó. Và khi mà chúng ta đi du lịch thì nó cũng rất là nhẹ nhàng, chúng ta chỉ cần bỏ vào túi xách thôi, hay là thậm chí là bỏ vào chiếc áo hay là cái túi quần của chúng ta, rất là nhỏ gọn đơn giản và nó tiện lợi khi mà chúng ta muốn sử dụng thì có thể có sẵn ngay em nó thì dùng cực kỳ tiện lợi phải không nào. Và việc em nó nhỏ gọn như vậy, chúng ta có thể mang em nó bất cứ nơi đâu, thì nó giống như là một cái việc mà ở bên trong chúng ta có một loại vũ khí hay là có một chiến binh, và trong 24/7 có thể sẵn sàng ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, lúc nào cũng sẽ sẵn sàng, thơm tho, tự tin và quyến rũ. Và cái lý do cuối cùng mà chúng ta không thể nào mà không sở hữu em nó được, đó chính là hương thơm của tinh dầu nước hoa của Jubilee sẽ có thể giúp chúng ta giải tỏa stress mà yêu đời hơn. Khoa học đã chứng minh khi mà chúng ta dùng một cái mùi hương thơm nước hoa ấy, thì sẽ giúp cơ thể hay con người chúng ta được thư giãn thoải mái hơn. Mùi hương nó cũng sẽ giúp chúng ta thư giãn và thoải mái hơn, nó cũng là một cái cách mà giúp chúng ta có thể nghỉ ngơi được. Đối với cái tinh dầu nước hoa Pháp này cũng vậy, tinh dầu nước hoa Pháp Jubilee này thì nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy mùi hương của em nó rất là tinh tế, rất là thanh thanh, cho nên là sẽ làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn, giúp cho chúng ta giảm được những cái stress hay là những áp lực về công việc hay là áp lực về cuộc sống, giúp chúng ta giúp thư giãn hơn, chúng ta thoải mái hơn, đầu óc thoáng đãng hơn. Và mùi hương của nhà Jubilee cũng sẽ giúp ích cho mọi người khi mà chúng ta nghỉ ngơi này, hoặc là khi mà chúng ta làm việc ấy, thì nó cũng sẽ làm cho mọi người thấy phấn chấn hơn, giúp chúng ta có năng lượng thì chúng ta có thể làm việc tốt hơn, xử lý được nhiều việc hơn, đầu óc chúng ta cũng thoải mái, tỉnh táo ạ. Khi mà chúng ta tự tin hơn, quyến rũ hơn và dễ thành công hơn ở trong cuộc sống nữa. Và có thể mọi người chưa biết là với cái tinh dầu nước hoa Pháp của nhà Jubilee này thì nhà Jubilee đã phải bỏ ra đến 7 năm trời để test thử và lên tới khoảng hơn 223 mùi hương khác nhau. Để rồi bây giờ sau 7 năm lựa chọn ra 15 mùi hương sáng giá nhất, những cái mùi hương mà đã được yêu thích nhất, và có những hàng chục nghìn, thậm chí là rất những nhiều những cái feedback của khách hàng để lại khi mà sử dụng em nó, và đã lựa ra được 15 mùi hương này để mọi người có thể sử dụng được. Nó không hề kén người dùng mà lại là được mùi hương được yêu thích, được ưa chuộng nhất ở trên thị trường này đó. Nhỏ gọn, tiện lợi, dùng tiết kiệm, an toàn khi sử dụng, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, độ lưu hương chất lượng tốt, bám tỏa lâu, nhưng mà giá thành lại rất là rẻ. Thì tại sao ta lại không sử dụng? Đấy là tất cả những cái lý do mà chúng ta, mỗi người chúng ta nên có và nên sử dụng em tinh dầu hoa Pháp này, bởi vì nó đáp ứng được tất cả nhu cầu của mọi người. Vân Anh tin chắc rằng là mọi người sẽ hài lòng khi mà sở hữu những em tinh dầu hoa Pháp từ nhà Jubilee nha. Và mọi người còn những cái thắc mắc gì nữa, hay là có những cái câu hỏi gì, hay là vẫn còn đang khúc mắc chỗ nào, thì có thể comment lại ngay xuống phía dưới, thì Vân Anh sẽ giải đáp những cái thắc mắc đó cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết video này của Vân Anh. Hãy like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.